xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái clip thả diều chuyên nghiệp. Thì hôm trước mình có làm một cái clip tập máy mình quên rồi mười mấy các bạn. Mình đã hướng dẫn cho các bạn một cái cách chi tiết về cái cuộc hành trình thả diều chuyên nghiệp của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn một cách để chúng ta có thể thả diều một cách chuyên nghiệp chi tiết hơn. Mình cũng đã trải qua cuộc chiến thả diều là cách đây khoảng 2 năm rồi các bạn. Mình và Kubilock thì hôm nay Kubilock mình đi chơi tiếp tục rồi, cho nên là anh em mình bây giờ mình chiếu mình và review cho các bạn cùng xem cái kinh nghiệm thả diều của anh em tụi mình. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sử dụng một con diều rất là mới, là đó chính là con diều hắc điêu, để có thể review cho các bạn cùng xem cách hướng dẫn thả diều chi tiết. Ngay trong lúc là chúng ta đang có hiện tại là ngay trong cái mùa diều gió rất nhiều, cho nên là mình dễ hướng dẫn các bạn hơn. Và bây giờ các bạn thấy là bây giờ là đầu tiên chúng ta mua diều thì chúng ta cần phải lưu ý nó sẽ có một cái cọng dây trên con diều này, và do là con diều này cũ rồi cho nên mình đã làm mất cái cọng dây này. Chứ nếu các bạn có cọng dây này thì các bạn có thể tiếp nối để có thể chúng ta chắc cái dây này dễ dàng hơn nha các bạn. Và sau khi các bạn nối xong thì các bạn nên lưu ý nối thường khoảng từ 4 tới 6 nuột nó sẽ ok hơn nha các bạn. Và sau khi nối xong thì các bạn có thể cân bằng con diều. Đây các bạn thấy, sau khi mà chúng ta đã nối xong và chúng ta cầm như thế này, cầm cọng dây như thế này, mà con diều chúng ta cân bằng ngang như thế này là ok nha. Nếu như mà nó bị trên thì các bạn còn phải điều chỉnh lại cọng dây của mình làm sao mà cho nó phù hợp nhất đó. Các bạn thấy cái gì là nó cân bằng để các bạn khi lên nó sẽ không bị đảo nha. Và tiếp tục sau đó các bạn, quan trọng nhất đó chính là phần sườn. Phần sườn này thì các bạn còn phải lưu ý, nếu các bạn làm sườn hữu công thì các bạn cần phải chuốt làm sao cho hai đầu nó bằng nhau. Bởi vì khi chúng ta hai đầu nó không bằng nhau thì sau khi lên cái gió cao quá thì nó sẽ bị đảo các bạn. Một là nó sẽ bị trên qua bên, hai là bị trên qua đây, rất là nguy hiểm nha. Một đoạn diều mình bay luôn, hai đoạn diều mất luôn nha các bạn đó. Hoặc là, và lưu ý thứ ba đó chính là các bạn cần phải sắm sửa cho mình một cái cọng dây rất là to, hoặc là cọng dây đó là phải là hoặc là cứng cáp. Tại sao mà mình dùng dây đen mà không dùng dây trắng các bạn? Tại vì khi dùng dây trắng thì sau khi mà hai con diều nó bị sáp nhập lại và nó bị cưa bởi những con diều khác thì chắc chắn diều mình sẽ bị đi luôn, không bao giờ quay trở lại như cho mình đâu nha các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết về cách thả diều và cách đón gió, cũng như là cách làm sao mà để bắt gió một cách ngon lành nhất để cho con diều mình lên một cách chính xác và ok nhất đó. Và bây giờ mình mời các bạn tiếp tục đến chân mình để theo chân mình chứ để có thể thả con diều này và đón gió như thế nào là hợp lý. Và bây giờ hiện tại là sau lưng mình đã có gió, các bạn thấy là gió hù hù luôn đúng không nào. Và bây giờ chúng ta sẽ thử con diều này lên coi nó đầm hay không. Đấy, các bạn thấy là rất đầm đúng không. Và chúng ta cần phải đón diều gió như thế nào là chính xác. Đầu tiên không thể nào mà các bạn gió tới đây các bạn mới buông diều ra là chắc chắn là các bạn sai lầm. Các bạn cần phải buông diều trước khi gió tới đây, có nghĩa là ở nhìn xa xa. Và các bạn thấy là đọt dừa mà nó rung chuyển ở xa là bắt đầu các bạn cần phải đón theo cái cơn gió đó. Đó, các bạn nhìn thấy hiện tại là đó, các bạn thấy là cái đó đây có gió đó các bạn thấy không. Đấy, giờ bắt đầu mình chuẩn bị đưa dây ra hoặc là cần nhờ một cái người dịnh đó các bạn, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thả. Và thả tư thế rất quan trọng, tay trái chúng ta sẽ cầm cái cuộn dây, tay phải chúng ta sẽ cầm cái con diều này. Và cái tay trái của chúng ta nếu mà chúng ta cầm như thế này nè thì không thể nào sau khi diều lên nó sẽ bị dính, các bạn thấy không. Chúng ta có phải cầm về đó thấy không, thì sau khi mà con diều nó lên thì chúng ta có thể tuôn ra rất là dễ dàng đó. Và điều đặc biệt thì sau khi mà chúng ta về cách nối dây, nếu mà các bạn mà nối dây không có buộc nút thúc bên trong thì các bạn nhiều khi hưng phấn quá chúng ta thả hết cái cuộn dây này thì các bạn sẽ bị nói chung là mất con diều và mất luôn cọng dây. Nhiều khi cọng dây rớt xuống làm người ta bị tai nạn nữa, rất nguy hiểm nha các bạn. Và một điều lưu ý nữa đó chính là đuôi diều. Đuôi diều thì một số con diều không cần đuôi, tuy nhiên thì đối với những con diều như Phụng Hoàng hoặc là con diều hắc điêu như của mình thì bắt buộc cần phải có đuôi nha các bạn. Các bạn thấy là hiện tại là đuôi mình rất dài. Đây, đuôi này là có sẵn nha các bạn, mình không có mua mình làm gì đâu nha, có sẵn luôn các bạn. Đó, các bạn thấy là gió rất nhiều nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thả thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Không còn dính luôn. Mà nó vẫn không lên do là gió chưa đủ nha các bạn. Giờ cũng sập chiều rồi, thái gió chưa có đủ. Thả ngược. Đầu dưới thả lên đây. Bảy gió bên đây nè. Bảy gió. Vậy là anh phải ngược lại. Đó, các bạn thấy là hiện tại là có gió các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đầu thả ra. Đó. Các bạn thấy là con diều mình đang bay lên. Các bạn thấy không? Mình thả dây, mình giật dây và mình hiện tại là nó đang có xu hướng rơi vào nóc nhà của người hàng xóm. Rất nguy hiểm nha các bạn, do là gió hiện tại là nó đảo rất là liên tục, cho nên là mình còn phải set up lại con diều của mình để cho nó có thể đảo liên tục thì nó mới có thể thích ứng được với môi trường gió như thế này nha các bạn.
Đó, các bạn thấy không? Rất nguy hiểm luôn các bạn. Rớt hàng sớm cái, một là dính vô nhà ta không lấy được, hai là dính vô dây điện là dính luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy là bây giờ hiện tại là để tránh việc đẩy qua nhà hàng sớm, mình sẽ bắt đầu đổi sườn lại nha. Và sau đó chờ cơn gió tiếp theo. Vâng. Hiện tại là mình vẫn đang chờ tiếp tục đây các bạn. Thì không biết là sẽ như thế nào đây. Vẫn chưa có gió các bạn ơi. Mình thấy xa là hiện tại là đang có một luồng gió tới. Và mình sẽ chuẩn bị đưa ra hứng nó. Cảm nhận một chiều gió, cảm nhận gió là một điều rất quan trọng nha các bạn. Đó, nếu các bạn hòa hồn chúng ta vào gió thì chúng ta có thể đưa nhiều chúng ta lên rất cao. Phải nói rất cao luôn á. Ok. Vẫn chưa có gió các bạn ơi. Chắc có thể là do chiều nay trời sập tối rồi các bạn. Thì mặc dù người ta thả rất cao, tại vì nó nằm ở cao thì càng cao càng có gió. Ê, có gió các bạn ơi. Rồi, gió đúng. Này không đủ để chúng ta có thể đưa cô nhiều lên. Chạy đẳng đủ luôn á. Hả? Bắt tấn chạy đẳng đủ. Thả nhanh á, cầm cái ngay đầu á. Rồi chắc không ổn rồi các bạn ơi. Mình cảm thấy là chắc có thể là chiều nay không có đủ gió để đưa cô nhiều này lên. Rồi thả đi. Đây, thả cho. Đây ok, giờ mình sẽ đổi tay. Vâng, không để các bạn phải chờ lâu nữa thì giờ hiện tại anh Mãi mình sẽ bắt đầu di chuyển và đưa con diều mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là đưa con diều mình bay lên. Mình là chịu thua nha các bạn, do không có gió nhiều. Vâng, và anh Mãi mình đang bay lên. Thì bao nhiêu một phim hành động không biết là con diều mình có lên hay không. Ô, con diều vẫn lên nha các bạn. Rất hay, rất có kiến thức về hải diều. Đó, đáng lẽ ra người chia sẻ phải là anh Mãi nha các bạn. Dù gì anh Mãi cũng cứng tuổi hơn mình, có nhiều kinh nghiệm hải diều hơn mình. Tuy nhiên thì khi con diều sắn thì rất có khả năng là bỏ luôn con diều nha các bạn. Đó. Hay quá các bạn ơi. Như nói chung là rất hay luôn á. Rồi rất như hiện tại là hình như là mình thấy là con diều đang có xu hướng rơi. Và chắc chắn nó sẽ rơi các bạn, do không có gió. Rồi thu dây. Nói chung là hiện tại chiều nay mình anh em tụi mình đã cố gắng hết sức để có thể đương diều. Tuy nhiên thì do trời sập tối rồi, các bạn cũng đã thấy là trời là đó, các bạn thấy là mặt trời là sập tối rồi nè. Cho nên là không thể nào mà đưa con diều mình đưa lên được. Chứ bình thường là vậy là lên một cái màu các bạn. Rất dễ lên. Đâu lên đâu. Mà không thấy coi clip mà không thấy kéo quần à. Vậy mới vậy. Quay vậy lâu. Vâng, các bạn thấy là vừa rồi nên tụi mình đã cố gắng hết sức để thả diều. Tuy nhiên thì do là trời hiện tại đã sập tối, cho nên là không có đủ ánh nắng để có thể đưa diều lên. Thì hiện tại là sau lưng mình là anh Mãi Bụi Vlog, cũng có một kênh YouTube rất là hot nha các bạn. Cũng chuyên về làm về clip diều và các clip ẩm thực độc lạ ở miền Tây chúng ta. Và đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ tiếp tục anh em tụi mình nha. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo về thả diều và những cái video độc lạ khác. Tạm biệt tất cả các bạn.